Hi, welcome back to my channel. Start Skeleton The Forest Monster Siren Head. Ok. Let's go. Ông ta đang đi đường này. Okay, let's go. Rồi vào tựa game thứ hai, Granny Chapter 2. Let's go. One day. see you. Rồi sau đó thì mình sẽ lấy chiếc chìa khóa này. Xem có gì ở đây không. Oh my god, ông bà này đã tỉnh dậy rồi. Bảo vệ luôn. Chưa đây. I see you. Mình sẽ xem trong chiếc hộp có gì. Xe cây, một chiếc chìa khóa. Oh my gosh. I see you. Rồi okay, và mình sẽ chuyển sang tới game thứ 3, House of Slendrina. Ok, vào tựa game này đầu tiên thì các bạn sẽ phải tìm kiếm những mảnh giấy, màu giấy. Mình sẽ lên trên tầng 2, một ngôi nhà đã ma ám, và ngôi nhà này thì không có một tí ánh điện nào, rất là kinh dị luôn. Ok, và mình sẽ chuyển sang tựa game thứ tư. Con ma này có vẻ bị làm sao rồi. Mình sẽ rửa nó xuống đây. Nó lại đơ luôn. Có vẻ là chiếc cầu thang đó nó bị làm sao gì đó. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 5. Sitting here free. Ở tựa game này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả là 3 ngôi nhà, và trong mỗi ngôi nhà đó thì có một câu hỏi, các bạn sẽ vào và trả lời và hoàn thành 3 câu hỏi trong từng ngôi nhà một. Khi đó thì các bạn sẽ tiếp tục tiến sâu bên trong và sang chapter 2 của tựa game này. Chapter 2 của tựa game này thì nó cũng không khác gì chapter 1, đó là các bạn cũng vào những con đường như thế này và trả lời những câu hỏi thôi. Chỉ khác nhau ở cái đó là những câu hỏi đều khác nhau. Ngôi nhà này cũng gần đây để mình tính toán xem điều nào. Đó, cứ như thế các bạn sẽ đi tìm từng ngôi nhà một và trả lời từng câu hỏi trong từng ngôi nhà. Khi học Siren Head các bạn sẽ đi trên máy bay. Nếu mà khi các bạn hết trên máy bay rồi mà lúc đó ông ta vẫn tìm thấy các bạn thì lúc đó các bạn sẽ bị ông ta bắt ngay, bởi vì các bạn không thể nào chạy khỏi ông ta được. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 6, Granny House. Let's go. Wow, thoát hết rồi. Mình sẽ thoát ra vào phần khác xem. Đây, 598 rồi này. Có vẻ là giờ này khá là ít người chơi. Trên 8 thôi. Không biết chủ phòng có đang ở đây không. 898 rồi. Ok, let's go. Wow, vẫn chưa thấy hai chiếc chìa khóa kia. Xem hai chiếc chìa khóa này nằm ở đâu. Có thể ở trên tầng. Mình sẽ lên xem đi thế nào. Những người kia hình như đang bị bắt rồi. Oh my gosh. Đi rồi. Wow. Rồi, và mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 7, Siren Head Racing. Let's go. Ở tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm những bức hình được gắn trong map bản đồ này. Ta đang gần đây. Cứ như thế và các bạn sẽ đi tìm tổng cộng tất cả là 8 bức hình. Khi đó thì các bạn sẽ hoàn thành cái điều này. Và càng tìm được nhiều bức hình thì chúng ta sẽ xuất hiện càng nhiều và càng nhanh. Và các bạn phải cẩn thận khi những lúc nhìn ra này nhá. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo, Mr. Hopp's Playhouse. Okay, let's go. Rồi, mình xin nói. Ok, vào tựa game tiếp theo. Horrorfield. Ta đang đi đường này, trên tiếng rất là gần. Wow, bây giờ ta đang ở đây. Oh my god. Làm nốt cái này đi, vì chúng ta còn phải phá cái này nữa. Ok, để cho bạn bè chuồn đi là được. Để bắt rồi. Help me. Vâng, và mình sẽ phải soi xem anh chàng Dogma này vừa đã bị bắt nhưng anh ta được cứu. Ta toàn bắt mình thôi. Oh my god. Rồi ok, và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Granny Maidy. God, làm sao lại không mở được cái kia ra? Lý do là gì? tiếng của bà ta thì không nghe mình, mà cuối cùng lại thành nghe mình. Không hiểu lý do gì luôn. Wow. Ok, và mình sẽ chuyển sang tới game thứ 11, Granny Chapter 2. Let's go. Ok, và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Ở đây thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả 8 quyển sách. Khi đó thì các bạn sẽ quay về vị trí ban đầu và các bạn sẽ thoát ra khỏi nơi đây. Một nơi rất là kinh dị. Đây đúng gọi là như kiểu là một mê cung. Một mê cung ma. Khi thế các bạn sẽ đi xung quanh tìm kiếm tiếp nha. Khi nào đủ tất cả 8 cuốn sách đó thì các bạn sẽ hoàn thành được cái này và thoát khỏi đây. Ok. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.